Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật nguyên Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và nguyên Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Theo thông cáo phát chiều ngày 29 tháng 10, tại kỳ họp thứ 49 ngày 28-29 tháng 10, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan kiểm tra Trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 đến 2025, ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu dự án do công ty cổ phần tập đoàn thuận an thực hiện một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nêu trên là các ông nguyễn xuân ký nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cao tường huy phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vũ văn khánh nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông vận tải nguyên bí thư đảng ủy giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phạm thanh bình bí thư đảng ủy giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cao ngọc phúc bí thư tri bộ Phó ban phụ trách ban điều hành dự án nhóm A và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ông Phạm Thanh Bình, Cao Ngọc Phúc bị Ủy ban kiểm tra Trung ương khai trừ đảng. Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 đến 2026, Đảng ủy ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và ông Cao Tường Huy bị cảnh cáo, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và ông Vũ Văn Khánh bị khiển trách. Cơ quan kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và ông Nguyễn Xuân Ký. Hồi đầu tháng 8, Trung ương Đảng đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thôi chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.